Ngày hôm nay bọn mình đi xuống cống cho người dân nước bạn Lào. Từ nước bạn Lào, mỗi hộ dân thường sẽ có một chiếc ô tô như thế này mọi người này. Đây. Đây. Bạn thấy không ạ? Nhà thì chưa xây xong. Nhà rất là nhỏ. Nhưng mà trong nhà thì người ta cứ mua ô tô trước rồi mới xây nhà sau. Đây, ô tô rất là đẹp đúng không ạ? Anh đi chắc nội tặc khấu khu là chẳng ổng khư nọ thọc nọ. Ừ. Thím đi lên mà. Chị thím đi lên mà. Ừ. Giặc đi là cả ải sở khu nè. Sở khu là thọc. Thời tiết rất là nắng mọi người nhá. Ở nước Lào, người dân bình thường thì người ta cũng có ô tô để đi mọi người nhá. Chứ không như Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta thì xây nhà trước đúng không ạ? Xây nhà trước rồi mới có ô tô sau. Rồi, một phùm là đi à. Vào luôn. Thế chào đây. Họ thô luôn đây bà. Họ thô luôn đây bà lử. Luôn đây bà. Đỉnh. Đỉnh đi đây ra mắt bà. Nhìn khảo chừng ăn.
biết nhé. Go, 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 go.